Hoàng Áo Đô xin chào toàn thể các bác. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì bên em đang có chương trình khuyến mại đối với bộ dàn karaoke V12S kết hợp với đẩy liền vang X8 Plus và bộ mic BS1000. Tổng giá trị của bộ cấu hình ngày hôm nay là 20.500.000 đồng. Trong đó phiên bản V12S là một trong những model loa vừa mới ra mắt của EV Pro. Phiên bản này đang có mức giá là 9.000.000 đồng. Thiết kế cực kỳ là đẹp với logo EV Pro màu vàng. Và trên tất cả những sản phẩm của EV thì sẽ luôn có tem chống hàng giả, mã QR và trang web của công ty để các bác có thể check và kiểm tra khi đặt hàng. Cùng với sản phẩm đẩy liền vàng X8 Plus là một trong những sản phẩm đẩy liền vàng đã được trang bị chip xử lý DSP 64 bit cộng và những tính năng hiện đại như là cổng quang, Bluetooth, USB, chế độ chống chập chống cháy hay là đầu giải mã. Cuối cùng, bộ mic BS1000 là một trong những phiên bản mic đang có mức giá là 5.000.000 đồng và phiên bản này đã được trang bị đầy đủ những công nghệ hiện đại như là tự đóng mắt khi không sử dụng, gia tốc khi rơi, chế độ cảm biến và chế độ chống hú gần như là tuyệt đối. Đây là một trong những bộ dàn âm thanh đang được hỗ trợ chương trình giảm giá cực kỳ là sâu đến từ Hoàng Hải Audio. Bắt đầu quan tâm, muốn tìm hiểu, muốn đặt hàng về bộ cấu hình ngày hôm nay thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hải qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155. Những phần quà khá là lớn để gửi đến cho tất cả các bác và anh em vào dịp đầu năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ ngay để đặt hàng nhé. Bây giờ thì xin mời toàn thể các bác và anh em cùng thưởng thức những cái bản tiết nhạc đến từ bộ cấu hình combo V12S ngày hôm nay.